chào tất cả mọi người đến với kênh Tân Tân TV của mình nha. Bây giờ ngoài trời hiện giờ đang là hơn 40 độ C nhé. Mình sẽ làm thử thách đó là mình sẽ đập trứng vào cái mâm này, xong chờ cho nó xem nó có chín không. Đập cái gì đây? Cái mâm này mình để trên này nửa tiếng rồi. Không cho kết quả. Mâm rất là nóng. Bỏng luôn. Sẽ không cho kết quả. Đây để làm video cho các bạn đây. Chóng bỏng luôn. May quá làm cho quả. Đấy rồi. Số số rồi. Tôi không biết chọn. Trời, may quá. May không nào. Yeah. Tao sấy máy kia. May máy không bị hỏng. Đây chạy ra thì nó thành như thế này đây. Chắc là ăn được. May không bị hỏng. Đây, đế chân kia của máy kia vẫn kia. Máy kia mình vào mình cho quạt rồi. May quá là không hỏng. Nhiệt độ tăng kinh khủng. Sờ nó bằng luôn à, chắc là chín các bạn ạ. 40 độ nhá. Chắc là chín. Đang máy rất là nhiệt tình. Ui. Thành cái gì đây không biết đây. Mà rất là nắng. Chín mọi người ạ. Chắc ăn được. Ăn được cũng được đau không chứ. Đây mình có chuẩn bị đồ đây nha. Mình sẽ bày ra đây. Như cả xúc xích lướng. Món mới xuất hiện. Món mới của Tân Tân TV. Chuẩn bị ăn mừng 1000 súp vậy. Đây các bạn ơi. Thành quả đây. Thành quả đây. Tí nữa thì hỏng điện thoại đây. Đây. Mình sẽ ăn thử. Cay á. Xin mời mọi người nhá. Rất là ngon. Suy thẳng điện thoại. Ăn thử nhân vật chính, ăn thử trứng. Hơi chưa?
ăn được các bạn. Chín nhưng chưa chín hẳn nhưng mà vẫn ăn được. Đậu bụng đi ngay. Rất ngon ha. Trứng à, trứng chín nhá. Xuyên à. Kết quả đấy. Xuống đây. Tí cháy điện thoại. Các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ cho kênh Tân Tân TV của mình nhé.